Đàn Hoàng Chiến Đế tập thứ 175 Nếu như đến lúc đó Khương Nghị trực tiếp để lộ bí mật đế ước thì sao? Từ giờ trở đi, kích phát toàn bộ pháp trận tầng ngoài đến cao nhất Dùng hỏa diễm ngăn cách cảnh tượng bên ngoài Dùng pháp trận ngăn cách thành âm bên ngoài Để lúc khai chiến tất cả mọi người trong thành không biết tình huống bên ngoài Chỉ có thể thuận theo chúng ta chỉ dẫn mà làm việc Chúng ta có có thể tuyên bố hiệu quả trọng thương bọn người Khương Nghị trong quá trình chiến đấu Bầu không khí nội bộ sẽ được ủng hộ đứng lên những người chấn thủ sẽ càng trở nên tích cực hơn. Nhân hoàng Chu Thái nghiêm mặt ngồi xuống không có trực tiếp trả lời. Phát ra tin tức tương lai sẽ cùng hòa giải. Hả không phải chính là đang yếu thế sao? Mà đừng nói phía dưới đang nghị luận chính hắn cũng đều rất mờ mịt. Ý nghĩ cái ý nghĩa kiên trì như vậy thì nằm ở đâu? Sinh Thiên thần triều thật sự vẫn muốn làm bảo vệ thương huyền là tuyệt đối không thể nào thỏa hiệp cùng đế tộc hoặc là làm bất luận cái giao dịch gì bọn hắn chỉ có thể kiên trì ở chỗ này, kiên trì tới cùng và kiên trì cho đến chết. Chờ sau khi bọn hắn hủy diệt sẽ lấy được cái gì? Là anh danh thầy sống chết bảo vệ thương huyền sao? Không phải. Là thánh địa tổ sơn thẩm phán ác liệt khương nghị tùy ý chửi bới. Dịch thiền thần chiếu sẽ biến thành tội nhân của thương huyền. Nhận vạn thế vì nhổ. Lúc này nhân hoàng Chu thái đứng dậy. Người đi làm việc trước đi, ta đi gặp thần tôn một chút. Chùa Nguyên Chính cung kính lui ra lấy tay khống chế hướng gió dư luận ức chế thảo luận quốc rải tin tức mới Nhưng chuyện này không có đơn giản như hắn đang tưởng tượng Khi hắn tràn tin tức đi không lâu Tin tức đã không thể kiểm soát lại được nữa Sau khi ước ngại chống cự suy nghĩ thêm hòa giải Vậy còn không như trực tiếp hòa giải Hoàng thất lại có ý đồ hòa giải Vậy còn đánh cái rắm Hai bên lưỡng bài cầu thường lại ngồi xuống hòa giải Còn không bằng trực tiếp hòa giải đi thôi Dịch thiên thần triều chỉ có giữ vững đầy đủ tiềm lực chiến tranh mới có thể thu được càng nhiều quyền nói chuyện hơn. Đều là thương huyền là người một nhà. Khờ nghị đánh bát bộ hoàng đạo đó là thành trừ uy hiếp từ đế tộc. Ở giữa trí tôn hoàng đạo không cần thiết không chết không thôi. Chủ thiên thần điện không phải đã hợp tác rồi sao? Trước đó đúng là không người nào dám nhắc tới chuyện hòa giải, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Sau khi chủ nguyên chính chủ động lại xáo rượu thà ra chút dị tượng, lại bị người có tầm xáo rượu thao tác kết quả dư luận oanh động thế như phòng bạo quét sạch hoàn thành mục đích của chủ nguyên chính vốn là ủng hộ khí thế chống lại toàn diện kết quả nhụt trí cha cha cho ta lần này kẻ gào thét không phải chu thái mà là chủ nguyên chính hắn tuyệt đối không nghĩ tới mình cẩn thận từng ly từng tí vận hành vậy mà lại nhấc lên phong bạo kịch liệt như thế thật giống như hắn chỉ muốn làm chút thuốc cho một nữ tử làm dịu bầu không khí lúng túng thuận tiện nâng lên Kết quả một chút thuốc đổ xuống dưới Nữ tử kia liền trực tiếp sao động Ngao ngao nhào tới Quá đột nhiên, quá mãnh liệt Chuyện này tuyệt đối không bình thường Xem như biết hoàng thất có mục đích hòa giải Suy tính nhiều Cũng không thể nhắc lên dư luận kịch liệt trong thời gian ngắn như vậy được Cái này rõ ràng là đang có người Ở bên trong trợ giúp Chủ nguyên chính có chút luống cuống Thật sự rất luống cuống Ý định là bài ưu giải nạn cho phụ hoàng Kết quả lại biến khéo thành vụng nếu như để dư luận tùy ý này tàn phá bừa bãi xuống dưới hoàn thành hoàn toàn không có đấu trí hậu quả tất nhiên là tính tai nạn lập tức cho ta rải tin tức liền nói chúng ta không giống với chủ thiên thần điện nhất định phải thông qua chiến tranh bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta nhất định phải để khương nghị để toàn thương huyền đều biết thực lực của chúng ta chúng ta vững chắc địa vị là dùng chiến tranh thắng tới mà không phải bố thí chủ nguyên chính lập tức thét lên ra lệnh ở hai bên đi rải tin tức Kết quả không bao lâu sau một người thị vệ vội vã chạy đến báo cáo. Bên ngoài dư luận càng lúc càng lớn tin tức mới lại xuất hiện. Chủ nguyên chính và các vương tử tấp nập tiếp xúc thường hội, cường tông hầu phủ. Vương phủ khu nội thành hư hư thực thực muốn tuyển chọn nữ hài nhi đẹp nhất hoàng thành. Lấy phương thức thông gia đạt thành hoa giải. Kiếp trước khương nghị vốn là con rể thần triều. Tuy nhiên chút ý kiến đáo loạn bây giờ một lần nữa thông gia. Cũng coi như là một loại thái độ hòa giải dù sao tin tức này cũng hơi hoang đường Nhưng dân chúng tầng dưới chót cứ vui vẻ bàn bạc loại chuyện này Huống chỉ có ít người thông qua con đường đặc thù Vẫn thật sự là thăm dò chủ nguyên chính Đã chính xác tiếp xúc qua tất cả cường tộc nội thành Cũng tương đương là bằng chứng cho tin tức này <laughs> Mặc dù rất nhiều cường tộc cùng vương hầu khu nội thành kiêu ngạo rất phản cảm đối với tin tức này Dù sao cũng là trí tôn hoàng đạo đầu tiên của thường huyền cũng không cần thiết phải luân lạc tình trạng như thế này. Nhưng ý nghĩa thật sự mà cái tin tức hoang đường này khuếch tán chính là để hoa giải cái từ càng xâm nhập lòng người này, không còn giống trước đó chỉ muốn tự chiến đến cùng. Triệt để phòng bế nội thành cho ta, bắt một nhóm người nghị luận chém đầu thị chúng tại cửa thành nội thành, tuyên cáo toàn thành từ hôm nay trở đi tứ thủ hoàng thành 2 năm cho ta 2 năm. Trong vòng 2 năm ai lại vọng nghị hoa giải giết không tha. Chu Nguyên Chính giận dữ gào thét mặt mũi nổi đầy gân xanh, quả quyết lại tường cường thế khai thác phương thức thảm liệt mà đáp lễ. Chỉ có như thế này mới có thể áp chế hướng gió của dư luận. Lần này hắn ngược lại muốn xem xem là ai còn dám vén lên màn dư luận, ai còn dám đối nghịch cùng với hắn. Lần này người đối kháng cùng Chu Nguyên Chính không phải ai khác mà chính là độc cô kiếm linh, theo phụ sinh hội trà trộn vào. Sớm tại trước khi phù sinh hội rút lui, độc cổ kiếm linh đã thông qua cái trang đơn giản biến thành một nữ tử có bộ dáng tương tự nàng ở trong phủ sinh hội sở sành ca tự mình giới thiệu nữ tử kia một ít thói quen cùng tình huống để nàng bắt trước luyện tập tại thời điểm thoát khỏi cuối cùng nữ tử kia bị đông hoàng như yên bí mật chủ sát cứ như vậy độc Cô kiếm linh thừa dịp loạn xâm nhập vào phủ sinh hội các luyện bình sư của phủ sinh hội chưa bao giờ trải qua hỗn loạn kia đều kinh hồn khó định cũng không có phân biệt người bên cạnh quá kỹ càng, nhất là mấy nữ tử bị dọa đến mức run rẩy. đầu cô kiếm lệnh thuận lợi về Xích Thiên Hoàng Thành xa cách đã lâu, sau đó tìm cơ hội rời khỏi phủ sinh hội, chui vào ngoại thành liên hệ đệ tử huyết kiếm đường lúc trước. Những đệ tử này lúc ấy không khỏi cùng bọn hắn, cũng không phải là không chung với huyết kiếm đường, mà là tại hoàng thành có người thân và lo lắng không thể nào đi theo rời khỏi bọn hắn vốn luôn áy náy trong lòng cho nên sau khi độc cô kiếm linh tự mình kiếp xúc đã một lần nữa tụ tập đến bên cạnh nàng các đệ tử độc cô kiếm linh tiếp xúc tụ tập cũng không nhiều chỉ có hơn 30 người đều là danh sách mà phụ thân liệt kê đáng để tín nhiệm dư luận thời điểm ban sơ chính là bọn hắn ở trong các khu tử lầu quán ăn ngoài ngoại thành nói chuyện phiếm nhấc lên tới sau khi dư luận phản kích cũng là bọn hắn thụ ý độc cô kiếm linh phát lên dịch thiền hoàng thành là đệ nhất đại thành phồn hoa náo nhiệt tại thương huyền đại lục cũng làm cho nơi này tụ tập đến ngàn vạn nhân khẩu không chỉ còn rất dễ dàng tạo nên dư luận mà còn rất khó truy căn tố nguyên cho dù phải điều tra sâu thì cũng không có một hai tháng thì rất khó truy căn được nguyên nhân đến lúc đó chiến tranh đã bạo phát mà dư luận càng có thể truyền vào nội thành tất cả đều quy công cho sở sành ca của phù sinh hội Hướng vãn tình cho bọn hắn chỉ lệnh chính là đảo loạn thế cục hoàng thành, nhét một cái ý nghĩ hòa giải vào trong đầu của tất cả mọi người. Vẹn vẹn một cái ý nghĩ đã có thể xảo rượu biến thành hạt giống. Hạt giống này lúc đầu có khả năng bị ẩn giấu, nhưng thời điểm xích thiên hoàng thành lung lay sắp đổ, hạt giống này sẽ vô cùng có khả năng nhanh chóng sinh trưởng ở trong đầu một ít người. Không cần rất nhiều người sinh trưởng một phần nhỏ là đủ. Nào lớn như vậy sao? Không theo, sau khi độc cô kiếm linh biết được chủ nguyên chính tức giận ra bệnh lệnh, nàng cũng đã không còn liều mạng nhưng cũng không có nhàn rỗi. Dựa theo chỉ thị của hướng vãn tình, nàng có có chuyện quan trọng hơn phải làm, quan sát thế lực phân phối đóng giữ các nơi ở tế đàn. Pháp trận ngoại thành chủ yếu do tứ đại chủ tế tràng Đông Tây Nam Bắc khống chế, phân biệt do tứ đại thánh hoàng, dắt tay số lượng lớn cường tộc đại phái liên hợp mà chấn thủ. Chỉ cần tứ đại chủ tế tràng này vững chắc, thì đã có thể cảm đoàn pháp trận ngoại thành hoàn chỉnh. Mà gần chỗ tứ đại chủ tế tràng cũng đều có tế đàn không gian. Một khi pháp trận ngoại thành gần như sụp đổ, đám người chấn thủ sẽ có thể vượt qua tế đàn không gian, trở về khu nội thành trong thời gian ngắn nhất. Mục tiêu của độc cô kiếm linh chính là nhìn số lượng cường giả, tại chủ tế tràng nào càng lộn xộn lại càng dễ bị công phá. Chờ bọn người khương nghị giết tới, nàng sẽ dùng niết bàn thay trong tay, cùng bên ngoài cảm ứng để bọn hắn trực tiếp đánh tới nơi này cũng tại thời điểm cường giả trong chủ tế trang chuẩn bị rút lui dùng ngọc khí không gian mà đông hoàng càn đưa cho đạo loạn không gian xung quanh của hí nhiễu bọn hắn rút lui khu nội thành thời điểm phụ sinh hội trở về tại tháng 12 sau đó đã lập tức được an bài tại tầng thứ ba đó là vị trí đỉnh cấp thế gia nếu như bọn người la ẩn sơn còn sống có lẽ bọn hắn còn có thể được an bài tại thành khu cao hơn nhưng hoàng thất là hiện thực một phụ sinh hội bị phế một nửa mà lại không có la thuần linh xưng là hoàng phi cũng không có ý nghĩa quá lớn cũng rất khó lại thực hiện lời hứa trước đó có thể an bài tại tầng thứ ba đã là chiếu cố đặc biệt địch hồng phong tự nhiên mà được làm hội trường mới nhưng hắn rõ ràng không vững vàng được bọn luyện binh sư trong phù sinh hội này các luyện binh sư may mắn còn sống sót trước đó cũng không biết mục đích thực sự mà bọn hắn phải đi thượng thương kết quả suýt chút nữa đã mất mạng ở nơi đó cái loại hành vi lợi dụng này quá ác liệt để bọn hắn phản cảm lại tức giận. Mà hội trưởng La Ẩn Sơn cùng phó hội trưởng La Trường Minh đều chết tại thượng thương cổ thành. Tụ tại hoàng thành này lại gặp phải chiến tranh. Tâm tình của bọn hắn đều trở nên tức giận, táo bạo, thậm chí là sợ hãi. Có một ít người đều đề nghị phù sinh hội giải tán, thậm chí sở xanh ca còn công nhiên chất vấn địch hồng phong. Vì sao mỗi hắn sống tiếp được? Cứ như vậy một tháng sau phù sinh hội đã bạo phát nội loạn. Cuối cùng một vận thành hai, sở xanh ca còn không có khỏi hẳn mang theo phe phái của nàng cùng phe phái la ra chủ động liên hệ đến hoàng thất hy vọng có thể thực hiện ước định trước đó mặc dù không đến mức lại lập hoàng phi nhưng cũng phải cho bọn hắn đầy đủ địa vị nếu không thì thả bọn họ đi lúc ấy chu nguyên chính không có tinh lực chào hỏi những luyện binh sư này cũng không biết an bài như thế nào cho đến khi sở xanh ca bái phòng lần thứ ba nhắc đến trần thiền các sau đó chu nguyên chính đã thương lượng cùng nhân hoàng Cuối cùng an trí bọn hắn tại tầng thứ 7 của Trần Thiền Các. Trần Thiền Các là thế lực lệ thuộc hoàng thất trực tiếp, địa vị cực cao. Bọn hắn được an bài đến bên trong cũng coi là một cái tán thành. Cũng có thể để bọn hắn ở lại nơi đó truyền thụ thuật luyện binh, bồi dưỡng luyện binh sư cho hoàng thất. Về phần địch Hồng Phong, chủ quyền chính cũng có chút hoài nghi. Gia hỏa này có vấn đề nên đã khống chế tại tầng thứ 3. Cứ như vậy sở xanh ca thành công xâm nhập vào tầng thứ 7 cao cao tại thượng đây cũng là chỉ lệnh hướng vãn tình cho nàng lúc ấy. Thời điểm khởi Nghị vây công pháp trận phòng ngự nội thành, việc nàng phải làm chính là tìm một cơ hội ném đạo văn hồ lô ra. Đạo văn hồ lô đã từng được đan hoàng tế luyện, phía trên khắc xuống bí thuật hư không bí thuật đăng xa, bí thuật kim hống bí thuật côn bằng, bí thuật cùng kìm ô ngũ đại bí thuật. Nếu như nhân lúc người ta không để ý ném ở trong một cái tế đàn quan trọng, hiệu quả trong nháy mắt đủ để mang đến trùng kích cho pháp trận mang đến nhược điểm. Khờ nghị lại lợi dụng đúng cơ hội, phóng thích càn khôn đại táng thì sẽ lập tức có thể để cho nhược điểm pháp trận bị phóng đại kịch liệt. Nhưng tại độc cô kiếm linh cùng sở xanh ca ra sức vận hành là thời điểm chuẩn bị chiến tranh sắp đến. Tại thời kỳ đặc thù, khi trong nội bộ xích thiên hoàng thành nôn nóng hỗn loạn, một nhân vật thần bí lại đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài cửa thành chống cháy, thỉnh cầu tiếp kiến xích thiên thần tôn. Người này xuất hiện quá đột nhiên, đột nhiên đến mức bọn người đông hoàng trấn nguyên đang tuần sát trong hư không ngoài thành đều không có phát hiện được sự xuất hiện của hắn cũng đột nhiên để mức pháp trận giám sát của hoàng thành không có kiểm tra đo lường được năng lượng cường đại tới gần hắn mang theo áo choàng mang theo mặt nạ xông ra từ dưới mặt đất ngoài cửa thành hắn chuyển cho thủ vệ cửa thành cũng chỉ là nói đơn giản một câu thiệu thành dẫn xin gặp xích thiên thần tôn sự bái phòng ngoài ý muốn này Đã khiến cho Hoàng thất chấn động Thiệu thành dẫn Cái tên đã từng yên lặng ngàn năm kia Lại oanh động hơn 10 năm trước Vậy mà tiếp tục xuất hiện ở đây Ngàn năm trước Nàng là đệ nhất Hoàng Phi tranh đoạt địa vị Cùng với thiền hậu Bây giờ nàng lấy được đế cốt yên lặng trăm vạn năm Tại thượng thương cổ thành Cái thời điểm mẫn cảm này lại đột nhiên tới đây Là có mục đích gì Nàng là đại biểu cho mình Hay là đại biểu cho người nào đó Mời Xích thiên thần tôn tự mình hạ lệnh Mời đến đây Chu Phục Sinh rất cảnh giác Nữ tử kia đạt được hai khối đế cốt Còn có số lượng lớn đế huyết Nói không chừng đã là thánh hoàng đại viên mãn Mà đại mộ bí thuật cùng thái âm cực diễm Đều vô cùng bá đạo Người và ta đều ở đây Nàng còn có thể lật trời Mời Ta hoài nghi nàng ta đại biểu cho Khương Nghị Thù hận giữa nàng cùng vạn thế So với chúng ta càng sâu Hơn nữa bọn hắn không thể nào lại có hợp tác Mời đến trong đại điện xích thiền tại thần thứ 9 nội thành bầu không khí yên tĩnh như chết trừ vì thánh vương cùng thánh hoàng ở đây đều tái nhợt sắc mặt khó mà che giấu được sự chấn kinh trong nội tâm khương nghị đã thành thần chủ thiền thần tôn quy thuận khương nghị rồi thế giới mới có thần man hoàng cũng có thần khương nghị lại còn liên hợp u minh quỷ tộc bố trí một trận sát cục kinh thiền như vậy tại côn lôn quỷ giới bảy tôn thần ma gần như toàn diệt đây là cái chiến tích kinh thế hãi tục gì thế này cho dù là kiếp trước khờ nghị cũng đều không thể làm đến được cực hạn như thế này. Bọn hắn kinh ngạc nhìn nữ tử Mỹ lệ phong hoa tuyệt đại ở phía dưới. Tuyệt đối không nghĩ tới nàng ta lại đến đây. Mà còn đưa lên tin tức rung động đến như vậy. Rung động đến mức bọn hắn đều muốn hoài nghi tính chân thực của nó. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Chu Phục Sinh đột nhiên đã hiểu rốt cuộc trước đó thiền hậu đang làm gì. Cũng không phải làm cục cho hắn mà là thiên khải đế tộc là làm cục cho chiến trường ở Côn Lôn. Hắn và Thần Triều chỉ là đồ đần bị lợi dụng mà thôi. Thường huyền chưa định đã mưu đồ thiên khải. Đây rốt cuộc là mưu tính sâu xa hay là cách cục của Khương Nghị và Thiên Hậu cao hơn kiếp trước. Mục tiêu thật sự mãi là ngước nhìn chiến trường thiên khải. Khương Nghị chủ thiền man hoang thế giới mới nếu như Thiên Hậu lại thành thần đó chính là nắm tôn thần nhân. Giờ khắc này ngay cả bùi tu nghiệp thề phải trụ sát Khương Nghị đều cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có loại áp lực này không chỉ có đến từ số lượng thần linh áp bách càng đến từ tốc độ phát triển của bọn người khương nghị quá nhanh nhanh đến mức vượt qua phạm vi hiểu biết bọn hắn vượt qua phạm vi cực hạn chịu đựng của hắn xịt thiền thần tôn ngồi ở trên đài cao toàn thân lưu chuyển lên phù văn huyền hỏa thần bí mà cường thịnh thần uy nghiêm nghị nhưng ánh sáng rạng rỡ lấp lóe lại là đang che giấu vẻ mặt thời khắc này của hắn từ khi Chu Thiên Thần Điện bắt đầu từ chối tiếp kiến, hắn đã làm xong chuẩn bị tiếp nhận việc Chu Thiên Thần Điện. Muốn hợp tác cũng Khương Nghị. Cũng biết sau khi Khương Nghị khôi phục sẽ dắt tay Chu Thiên Thần Tôn, khởi sướng vây bắt nơi này. Hắn vẫn luôn đang lập mơ huyết chiến trận sau cùng. Cũng đang tính toán làm như thế nào tại thời khắc mấu chốt để Chu Thiên Thần Tôn đào ngũ tại chiến trường. Đó là phần thắng duy nhất. Nhưng... Bây giờ Sích Thiên Thần Tôn đã cảm nhận được sự bất lực xưa này chưa từng có. Đầu tiên là Chu Thiên Thần Tôn chân chính thấy được thực lực của Khương Nghị Lại đạt được lợi ích từ Côn Lôn Cũng không có khả năng quay đầu lại Thứ hai ngay cả Man Hoang đều có thần rồi Còn ép được huyết Ma Hoàng binh Giải Giới chủ thế giới mới vậy mà lại có thể có tư cách Liên thủ cùng chủ nhân huyết Hà Đồng minh như vậy làm bạn ở hai bên Khương Nghị Chu Thiên Thần Điện càng không có khả năng lại có ý đồ khác Chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó tấn công mạnh vào xích thiên hoàng thành của bọn hắn. Lúc này xích Thiên còn có thể chống đỡ được nữa sao? Thiệu Thành Duẩn nhìn xích Thiên thần tôn ngồi trên đài cao hai đầu lúc mày hiện ra vài tia phức tạp. Vào thời đại đã từng có kia, vị thần tôn này không thể nghi ngờ là tồn tại trí cao vô thượng của Thương Huyền. Nắm trong tay lực lượng quân sự lớn nhất Thương Huyền, ảnh hưởng hướng gió Thương Huyền với bên ngoài. Ngàn năm trước vùng cánh tay lên một cái, thì toàn thể Thương Huyền đào ngũ bách tổng dắt tay, Kịch chiến đăng thiên kiều để vạn thế thần triều cường thịnh quật khởi biến thành bi kịch lịch sử giống như phù dùng nở sớm nở tối tàn hiện nay thì sao hắn không chỉ có thể hắn không chỉ có không thể khống chế thương huyền cả không thể áp chế kẻ địch mà mình đã từng tự tay hủy diệt Mấy chục năm kịch biến ngắn ngủi này đủ để cho anh danh mấy ngàn năm của hắn bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Triệu Hoàng Phi Dịch thiền thần tôn mở miệng, thành âm mang theo mấy phần khan khan. Tuy nhiên hắn hơi dừng lại sửa lời nói. triệu Thánh Hoàng, mục đích người tới nơi này không chỉ là đưa tin tức đâu nhỉ. Ta cho các ngươi đưa những tin tức này để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, trước ngày mùng 3 tháng 3 khơ nghị nhất định giải quyết triệt để xích Thiên Hoàng Thành, chiến tranh hẳn là sẽ chính thức khai hỏa tại cuối tháng 2 này hoặc là ngày mùng 1 tháng 3." Trận chiến này không chỉ sẽ có chủ thiền thần điện thế giới mới càng có man hoang chiến tộc. Ta dám chắc chắn phòng ngự ngoại thành kiên trì không đến một ngày. Phòng ngự nội thành cũng không kiên trì nổi đến ngày mùng 3 tháng 3. Không phải ta xem thường phòng ngự của xích thiên hoàng thành các ngươi, mà chính là đối phương quá mạnh. Khương Nghị có liệp thần thương, chủ thiền thần tôn có chủ thiền kiếm, mang hoàn thần tôn phá diệt không gian. Còn có chủ nhân thế giới mới quỷ dị, lực công kích của bọn hắn quá mạnh. Uống trì còn có chừng 20 vị thánh hoàng, trên trăm vị thánh linh thánh vương mấy ngàn vị Niết Bàn. Khi Thiệu Thành Duẩn đang nói chuyện, tất cả mọi người đều âm trầm hít một hơi khí lạnh tê cả da đầu. Loại đội hình cường giả này không thể nghi ngờ là đã đạt tới việc Thường Huyền đã từng tổng hợp tất cả hoàng đạo. Thiệu Thành Duẩn nói, nếu như ta có thể làm viện thủ có lẽ có thể hiệp trợ các người. Giữ vững, xích thiền hoàng thành một chút. Chù Phục Sinh lập tức nói, Ta thừa nhận người không phải người của trước kia Nhưng người chỉ là thánh hoàng đại hoàn mãn Vẫn chưa tới thần linh cảnh Các người có thể thúc ta tiến đến thần linh Người muốn cái gì Hỏa nguyên bên trong vạn cổ hóa chi Thiệu thành dẫn thông qua đế cốt Cùng luân hồi đại táng kích phát Trong vài chục năm ngắn ngủi này Từ thánh linh khôi phục đến thánh vương Lại sống tới thánh hoàng đại viền mãn Lại lắng động 3 năm tại cảnh giới này Nhưng mà nếu muốn bước lên thần linh cảnh Đường tắc nhất Chính là hấp thu nguyên lực một sợi thần viêm kích phát tiềm lực của thái âm thần viêm. Sắc mặt bọn người chu miên bá đột nhiên biến đổi, lập tức muốn đứng dậy quát tháo, lại bị chu phục sinh đưa tay ngăn lại. Tiếp tục nói đi. chu phục sinh nhìn xuống thiệu thành duẫn nữ tử này đã dung hợp đế cốt, xác thực có tiềm lực cực lớn, lấy tính đặc thù của thái âm cực diễm, không bây giờ hẳn là thái âm thần viêm. Có lẽ thật có thể thông qua hỏa nguyên trong hòa trì trợ giúp nàng ta bước lên cảnh giới thần linh kể từ đó tam thần và ngũ thánh hoàng cùng tập kết toàn bộ lực lượng thần triều xây dựng pháp trận có lẽ thật có thể kiên trì nổi <laughs> nếu như ta thành thần chính là ba tôn thần phụ trợ vạn cổ hóa trì lực lượng phòng nghị tất nhiên tăng gấp bội huống trì trong cơ thể của ta còn lắng động đế khí có ta phối hợp phòng ngự của xích thiền hoàng thành đủ để chống đỡ bọn người khờ nghị vây bắt sau đó nữa thì sao tự thủ hoàng thành ngồi đợi tình thế hỗn loạn tình thế hỗn loạn gì bọn hắn trời xinh đẹp tại chiến trường Côn Lôn nhưng cũng đã triệt để đắc tội đế tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện phản kích. Mà so với bọn hắn dự đoán sẽ càng mãnh liệt hơn. Một khi bọn hắn gặp phải tàn tác chính là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Ý của người là Khương Nghị bắt không được xích thiên thì sẽ phải rút lui ư? Ta có thể đảm bảo trong vòng một tháng nếu bắt không được hắn sẽ rút lui về thế giới hỗn độn, dùng luyện chiến lợi phẩm tại Côn Lôn chiến trường tăng lên thực lực. Đến lúc đó tất cả đế tộc phản chế cũng nên bắt đầu. Trong điện đám người trao đổi ánh mắt với nhau Mặc dù cực kỳ mâu thuẫn Việc giao hỏa nguyên cho Thiệu Thành Duẫn Nhưng bọn hắn suy nghĩ lại một chút Không thể không thừa nhận nếu như Có nhiều thêm một tôn thần chấn thủ xác lực Thì lực phòng ngự của bọn hắn sẽ tăng lên rất nhiều Nếu không hy vọng Để thần triều chống đỡ Đúng là không lớn Sịch thiền thần tôn mở miệng Người hiểu khương nghị rất rõ Dưới tình huống bình thường chuyện này cũng thật hợp lý nhưng người không hiểu rõ thường huyền Không hiểu rõ thường huyền bây giờ Khương Nghị không bắt lấy nơi này thì tuyệt đối sẽ không rút lui Bọn hắn sẽ không ngừng liên tục giữ vững thế công Thuận tiện an bài bọn người thiền hậu trở về đột phá Đột phá một tên lại trở về một tên khác Cho đến khi pháp trận bị phá toái mới thôi Về phần đế tộc phản chế mà người nhắc đến Trong thời gian ngắn cũng sẽ không đến Mà là đợi đến 2 năm sau Bọn hắn sẽ không tới Đây vào 2 năm sau Bọn hắn sẽ kéo dài Vì sao? thiệu thành Duẫn nhíu mày nhìn xích thiền thần tôn ở trên đài cao lần nữa nhớ tới tin tức thiên khải truyền đến kia là kỳ hạn đế ước xích thiền thần tôn hít sâu một hơi hơi do dự lại nói ra bí mật đế ước cho dù là thiệu thành Duẫn đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẻ mặt vẫn biến đổi liên tục từ nghi hoặc đến chấn kinh rồi lại đến khó mà có thể tin đây chính là cái gọi là đế ước sao cái này không phải là bán đi thương huyền rồi ư vì vị hộ giả thương huyền xích thiền thần tôn này vậy mà lại mở rộng cánh cửa đón đế tộc vào trách không được khương nghị phải mạo hiểm mưu cục côn lôn trách không được chú thiên thần tôn nguyện ý phối hợp thì ra trong lúc vô tình thương huyền lại phát sinh kịch biến kinh thiền động địa đến như vậy Dịch thiền thần tôn làm sao lại làm ra lựa chọn ngu xuẩn đến thế này là tức thì nóng giận nên hồ đồ rồi ư hay là tất cả điểm xuất phát của chúng ta cũng là vì bảo vệ thương huyền nếu như lúc ấy biết cử thiền thần giáo đã hợp tác cùng khương nghị dịch thiền thần tôn vừa muốn giải thích lại lắc đầu không cần thiết bốn tôn thần khương nghị có lực lượng giải quyết triệt để nơi này mặc kệ nơi này làm ra chuẩn bị gì khương nghị cũng sẽ không dừng lại nếu như phát hiện đánh lâu không xong thánh địa tổ sơn cũng sẽ tiếp tục không ngừng phóng thích sát sinh tiễn chu phục sinh và đám người đều trầm mặc đúng vậy khương nghị nhất định không bỏ qua hắn không chỉ phải bình định thương huyền nhanh một chút rồi bố cuộc phòng ngự càng cần tài nguyên nơi này để tăng lên thực lực Thiệu Thành Duẩn không nói gì thêm nữa tầm mắt của nàng ta cụp xuống yên lặng suy nghĩ. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới đế tộc lại muốn chuẩn bị xâm lấn thường huyền. Trách không được trong khoảng thời gian này, đế tộc thiên khải đều trở nên rất trầm mặc. Thần tộc hoàng đạo sở thuộc đế tộc cũng đều không còn hoạt động. Thì ra là đang bế quan chiều sâu chuẩn bị cho chiến tranh. Thường huyền rốt cuộc cũng phải nghênh đón đế tộc xâm lấn rồi sao? Đại diện rộng rãi không một người mở miệng bầu không khí yên lặng lại vô cùng kiềm chế. Thời gian từng giây từng phút trôi qua giống như vài phút lại hình như qua mấy tiếng. Thiệu Thành Duẫn đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc. Khương Nghị khẳng định là muốn giết người, thủ kiếp trước hắn sẽ không quên càng nhất định phải báo. Chuyện để ước không gạt được hắn cũng nhất định phải giết người trấn an lòng dân. Cho nên mặc kệ ngươi là nghiêm phòng tử thủ hay là cần nhắc làm thương lượng gì cùng Khương Nghị, hắn cũng đều không tha cho ngươi. Người ở lại thương huyền chắc chắn sẽ phải chết Ai cũng cứu không được ngươi Nhưng tình thế bây giờ Người chết xích thiên thần triều triệt để xong Cái xong này không chỉ là diệt vong Mà là cơ nghiệp thần triều lắng trọng 30.000 năm Dành uy đời đời duy trì Tất cả đều xong Tất cả đều bị chôn vùi ở trên tay của ngươi đây Ta có một đề nghị Thiệu Thành duẫn ngẩng đầu nhìn xích thiên thần tôn Rút lui cõi thương huyền sau khi Khương Nghị trở về hắn đã an bài không võ phong tỏa không gian trước tiên mục đích là phòng ngừa tin tức cuộc chiến côn lôn chuyển đến nơi này để cho người không biết thực lực của bọn hắn bây giờ đã cường đại tiếp tục ở lại nơi này chuẩn bị tử chiến nhưng ta đột nhiên tới rất có thể đã để bọn hắn hoài nghi là đế tộc đến đưa tin tức chờ sau khi khương nghị biết được có khả năng sẽ sớm khởi xướng chiến tranh nếu như người muốn rút lui thì phải nhanh trong vòng 3 ngày nhất định phải rút lui chu nguyên bá tức giận quát Hoàng đường nơi này là tổ địa xích thiên thần triều của chúng ta Hãy có thể nói từ bỏ thì liên từ bỏ Chúng ta là trí tôn hoàng đạo đầu tiên của thương huyền Chúng ta bảo vệ thương huyền 30.000 năm Dựa vào cái gì mà chúng ta phải rút lui Tiểu Thành Duẩn lạnh lùng nói Người hỏi ta vì sao Người không nên hỏi chính người một chút sao Chớ ngào ngào gọi ta nếu không ta ăn ngươi Ta chỉ là nếu ý kiến đồng ý thì tiếp nhận Khách khí nói tiếng tạ ơn với chúng ta Không đồng ý tiếp nhận vậy thì ngậm miệng lại chu Nguyên Bá kích động nói với thần tôn Chúng ta còn không có đi xa đến bước kia Không phải nàng đã dung hợp đế cốt sao Giết nàng ta Để bùi tu nghiệp tiến vào thần cảnh Ba đại thần tôn chúng ta cũng có thể chống pháp trận đến cao nhất Nguyên Bá Chu Phục Sinh lập tức gầm thét Chủ Nguyên Bá không quan tâm hắn chỉ vào thiệu thành duẫn quát Nói có phải người do Khương Nghị phái tới hay không Cố ý gạt chúng ta ra ngoài Sau đó nửa đường phục sát thiệu thành duẫn lạnh lùng liếc mắt nhìn chu nguyên bá đang táo bạo xích thiền thần triều luân lạc tới trình độ bây giờ hẳn là người đã cống hiến công lao thật lớn khốn kiếp chu nguyên bá suýt chút nữa đã bổ nhào qua chu nguyên bá chu phục sinh lại quát tháo lần nữa thần uy cường đại lao ra khỏi cơ thể như lũ quét ép tới phía chu nguyên bá chu nguyên bá run rẩy chật vật quỳ trên mặt đất nhưng hắn lại tức giận không cam lòng còn đang dãy ruộng kịch liệt bọn người chu ngạo hoàng chu thái trao mày cái từ rút lui này giống như là cường trầm đâm vào trong lòng bọn hắn lập tức gây nên cảm giác nhói nhói và mâu thuẫn mà chu nguyên bá nói không sai hoàng thành là tổ địa của bọn hắn là tổ địa đời đời kiếp kiếp mà bọn hắn bảo vệ và gây dựng không phải vạn lần bất đắc dĩ tuyệt đối không thể nào từ bỏ bọn hắn bảo vệ thường huyền 30 mươi ngàn năm công lao khổ lao đều có cuối cùng lại phải mang tiếng xấu chật vật chạy trốn mặt mũi bọn hắn để ở đâu lại cam tâm như thế nào cho qua được thiệu thành duẫn nói trước đó ta không biết chuyện đế ước cho nên mới phối hợp với các ngươi nhưng bây giờ các ngươi không cứu nổi trong thời gian ngắn đế tộc sẽ không phản chế khương nghị cũng sẽ tiếp tục tấn công mạnh cho đến khi bắt lấy các ngươi ở lại cũng chẳng có ý nghĩa nào kết cục chỉ có thể là bị tàn sát hầu như không còn trở thành chất dinh dưỡng cho khương nghị thuận tiện biến thành đối tượng lăng mạ của toàn thể thương huyền ta nói chạy khỏi nơi này không nói là vĩnh viễn không trở lại mà là tránh né khỏi mũi nhọn nghỉ ngơi dưỡng sức đợi đến khi có cơ hội thích hợp lại trở về thương huyền trùng kiến thần triều một lần nữa tiếp quản thương huyền bảo vệ thương huyền cho các người chính dành cho mình cho các người chính dành cho liệt tổ liệt tông rời khỏi rồi có thể trở lại sao chu thái gắt gao nắm chặt nắm đấm hắn là nhân hoàng thần triều hắn là lãnh thụ thần triều bây giờ hắn muốn rời khỏi nơi này chính là từ bỏ nơi này từ bỏ 10 vạn dặm núi sông từ bỏ hàng tỷ con dân tương lai còn có mặt mũi trở về sao lòng dân liệu có còn nữa sao Khương Nghị bị các người giết để có thể trở về, vạn thế bị dẹp yên, các người có thể trùng kiến, các người không thể sao? Mục đích Thiệu Thành dẫn tới nơi này là tăng lên thực lực, thuận tiện giúp đỡ Sích Thiền giữ vững hoàn thành. Đừng để bọn người Khương Nghị hoàn toàn công chiếm, sau đó chờ đợi cơ hội phù hợp để mà phản kích lại. Không nghĩ tới Thường huyện lại đứng trước tình thế hỗn loạn như thế này. Nàng biết Xích Thiền khẳng định là gánh không được, cuối cùng cũng chỉ... Cuối cùng chỉ có thể vô cớ làm lợi cho Khương Nghị cho nên nàng muốn thu nạp bọn cường giả này, nàng muốn trước khi thiên hạ bộc phát đại loạn chuẩn bị lực lượng mạnh hơn. Chủ ngạo hoàng nói, chờ tới khi chúng ta trở về chỉ sợ thường huyền đã triệt để biến thiên. Khờ nghị căn bản gánh không được đế tộc tám phương xâm lấn, cuối cùng thường huyền sẽ bị đế tộc chia cắt. Đến lúc đó thường huyền nào có nơi cho chúng ta sống yên. Chuyện tương lai người có thể mong muốn sao? Nếu như người có thể có ánh mắt chiến lược như thế này cũng sẽ không luân lạc tới trình độ như bây giờ. Thiệu Thành Duẫn đáp lễ không chút khách khí lập tức chọc giận Chu Ngạo Hoàng một giây trước còn đang phiền muộn. Thiệu Thành Duẫn không quan tâm lại nói với Sích Thiên Thần Tôn. Ta chỉ biết là bây giờ các người sắp xong, từ các người đến Hoàng Thành lại đến mặt mũi triệt để xong. Ta chỉ biết là các người ở lại chắc chắn chịu chết để tiếng xấu muôn đời, nhưng rời khỏi thì còn có một chút hy vọng sống còn có cơ hội cứu vãn danh dự. Chuyện tương lai ai cũng không dự đoán được, nhất là kịch biến bát đế xâm lấn thiên hạ như thế này nếu như muốn đợi đến trận chiến kia Nếu như muốn tham dự vào trong đó Việc đầu tiên phải làm là bảo toàn thực lực Sau đó ngồi đợi tình thế hỗn loạn Tìm kiếm cơ hội Dịch thiền thần tôn cuộp tầm mắt giả nua xuống Yên lặng nhìn thiệu thành dẫn Trong lòng bọn họ mỗi người và chu phục sinh Đều có suy nghĩ riêng của mình Nhưng lại đều hỗn loạn mà mê mang Một hồi lâu sau Thiệu thành dẫn để lại câu nói Sau đó quay người rời đi Dịch thiền không nên lưu lạc đến tận đây Các người lại càng không nên chật vật như thế ta chờ ngươi ở ngoài ba ngày sau ta sẽ rời khỏi các người hãy tự làm ra quyết định lời nói của độc giả lời nói của tác giả rất nhiều độc giả chất vấn tôi vì sao Thiệu Thành Duẫn dùng hai khối đế cốt cũng nhanh thành thần Khương Quỳ đạt được nhiều tài nguyên như vậy thì vẫn chưa tới tôi rất bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích ở chỗ này đầu tiên Thiệu Thành Duẫn là dùng hai khối đế cốt hoàn chỉnh còn tràn đầy đế huyết Khương Quỳ là dùng một khối đế cốt còn không có đế huyết. Thứ hai bản thân Thiệu Thành Duẫn đã là Thánh Vương. Là Thánh Vương. Khương Quỳ là bắt đầu từ Thánh Văn cùng bán Thánh. Trong hoàng dã bên ngoài hoàng thành ở phía nam. Hư không văn vẹo nổi lên gợn sóng. Đông Hoàng Càn nhận được tin tức vội vã chạy tới nơi này. Xảy ra chuyện gì? Các người nói có người tiến vào hoàng thành ư? Mặt mũi Đông Hoàng Trấn Nguyên tràn đầy nghiêm trọng. Xuất hiện từ dưới mặt đất tại cửa thành rất đột nhiên, trước đó không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đông Hoàng càn cau mày, trong ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng trấn Nguyên lại lộ ra mấy phần lăng lệ. Các người chỉ dò xét mặt đất không chú ý dưới mặt đất, người cũng đã 500 tuổi còn có thể phạm phải sai lầm này. Không gian thầm không dưới mặt đất chúng ta đều có dò xét thật không có phát hiện bất cứ gợ sóng năng lượng nào. Không có năng lượng ba động có thể đi ngang qua địa tầng, hắn là chuột sao đào hố bò quá sao? Giáo tồn không phải ta cố ý giải vây cho mình thật sự là Đồng hoàng chấn nguyên có nỗi khổ không nói được Hắn tự mình át bài đệ tử biên chế đạo ngấn không gian trong phạm vi vài trăm dặm tại Nam Bộ Tận hết khả năng bận tâm đến các mặt Mặc dù thời gian vội vàng bây giờ còn không có hoàn toàn tổ kiến hoàn chỉnh Nhưng đủ để kiểm tra đo lường đến năng lượng thánh linh tự nhiên trở lên Hoặc là sinh mạng thể cường hãn di chuyển mà người kia có thể trực tiếp đứng ở ngoài cửa nam chống cự năng lượng pháp trận bạo động cảnh giới khẳng định là tại thánh vương thậm chí là trên thánh vương thánh vương cho dù lại áp chế cảnh giới bà động khi di chuyển giới địa tầng đều có thể trùng kích đến đạo ngấn không gian đồng hoàng càn ngóng nhìn cửa thành nam bộ hắn là trực tiếp đi đến hay là thông bẩm rồi ý của ngài là mẫu thần nó người già hay hồ đồ cả cái này đều không nghe hiểu sao trực tiếp đi đến nói rõ chính là người của bọn hắn nếu như cần phải thông bẩm nói rõ là kẻ ngoại lai. Đồng Hoàng Càn bỗng nhiên gầm thét uy nghiêm cường thịnh để không võ cao ngạo ở xung quanh nhau nhau cúi đầu trên trán đổ đầy mồ hôi. Đồng Hoàng Trấn Nguyên nhắm mắt nói, đối phương ở bên trong đó một giờ, ta muốn đi tới thăm dò nhưng năng lượng pháp trận quá mạnh. Ngươi... Đông Hoàng Càn giơ bàn tay to lớn lên suýt chút nữa đập vào trên khuôn mặt già nua của hắn. Sau khi Khương Nghị trở lại thế giới hỗn độn đã an bài bọn hắn lao tới Xích Thiên Hoàng Thành trước tiên, chính là muốn phong tỏa nơi này nghiêm cấm xích thiên thần triều điều tra tình huống bên ngoài càng đề phòng cường giả đế tộc đến đây mật báo mục đích đúng là để xích thiên hoàng triều hoàn toàn không hiểu rõ cục diện bên ngoài Cùng việc bây giờ bọn hắn có thể tập kết thực lực đến lúc đó đột nhiên giáng lầm mãnh liệt bộc phát lại phụ trợ thêm việc được bọn người độc cô kiếm linh chỉ dẫn xào rượu thì đã có thể đánh xích thiên một cái không kịp trở tay rồng truyền bình chướng phòng ngự càng có thể bằng vào đội hình kinh khủng đánh vào lòng tin của rất nhiều cường giả xích thiên dẫn phát phản loạn từ trong nội bộ bây giờ đột nhiên có người ngoài tới bái phòng đã có thể là đế tộc hoặc là cường tộc khác Đến đầy thông báo nói cái khác khả năng xích thiên thần triều đã biết được chiến cuộc tại côn lôn cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị phản kích tương ứng thậm chí là có khả năng đưa tới một loại trí bào nào đó hiệp trợ xích thiên hoàng thành tử thủ Đồng hoàng lăng tuyệt thận trọng nói giáo tồn bất giận nếu đối phương dám mạo hiểm bái phòng xích thiên hoàng thành khẳng định là có phương thức đặc thù tránh cho việc bị khổng võ của chúng ta dò xét. Mà chúng ta vừa tới nơi này mới được mấy ngày vẫn không có hình thành. Hoàn chỉnh mạng lưới phong tỏa, việc này không thể trách chấn nguyên lão tổ. Đồng hoàng càn không đếm xỉa tới hắn cao mày ánh mắt lấp lóe. Bọn hắn có thể phong tỏa ngăn cản tin tức hay không là mấu chốt cho cuộc chiến vây bắt tiếp theo. Tin tức truyền vào xích thiền độ khó để bọn hắn vây bắt sẽ gia tăng thật lớn, cũng nhất định sẽ mang theo thương vong. Đây không phải trách nhiệm của Đông Hoàng chấn Nguyên là hắn an bài bất lực. Đồng Hoàng Càn phân phó nói Đều nhanh hơn cho ta phong tỏa không gian xung quanh Hoàng Thành Đồng Hoàng Trấn Nguyên Người dùng tốc độ nhanh nhất đến thế giới hỗn độn liên hệ Khương Nghị cho ta Liền nói hư hư thực thực Cường giả đế tộc đột phá tuyến phong tỏa tiếp xích thiên Hoàng Thành Lúc này thế giới hỗn độn Đang lơ lửng tại địa vực trung ương trung vực ở Thượng Thương Cổ Thành Chờ đợi chu thiên thần tôn của trung vực Nam Bộ khôi phục Cũng là chờ đợi thế giới mới sắp va chạm vào Tây Bộ về phần man hoang chiến tộc khương nghị không có liên hệ bọn hắn. Một là phải đề phòng nơi đó dù sao nơi đó cũng đã có thần còn có thể ép huyết ma hoàng tự bạo. Sau khi đạt được hai đại tài nguyên từ hắc ma và huyết ma sẽ còn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Hai là đã hứa hẹn cho chùa thiền 3 phần trăm. 3 phần 5 lại mời man hoàng thật không đủ phần chia hắn còn muốn chờ cho mình một chút. Khương Nghị cũng đang bế quan hấp thu huyết khí khôi phục. Tám bộ bản thân kia một khi chủ thiền thần tôn khôi phục giới chủ thế giới mới đến thế giới hốt độn dùng tốc độ nhanh nhất mang theo bọn hắn lao tới xích thiên thần triều năm đó khương nghị chính là đi ra từ trong xích thiên hoàng thành sau này đã từng liên thủ thiền hậu cùng tu la phát lên thế công quá mạnh đối với hoàng thành biết rõ hệ thống phòng ngự nơi đó vững chắc bây giờ nơi đó sinh ra thần tôn mới lực phòng ngự khẳng định sẽ càng mạnh cho nên khương nghị liên hệ ngũ hành thần thụ nếu như bọn hắn không thể đánh tan phòng ngự trong thời gian dự định Xin mời thế giới hỗn độn tấn công phòng ngự nơi đó một chút. Một chút là tốt, một chút là đã đủ. Nhưng Khương Nghị không đợi đến bọn người chú thiên thần tôn. Sau 7 ngày bế quan ngắn ngủi hắn đã chờ đến một cái tin xấu. Hừ hừ thực thực đế tộc tiếp xích thiên. Tin tức này đánh hắn một tay chở không kịp. Nếu như xích thiên thần tôn biết chuyện phát sinh bên ngoài khẳng định càng làm tốt chuẩn bị toàn diện hơn. Muốn bắt lấy sẽ rất khó khăn. Mà nếu đế tộc đã đến nhúng tay thì cũng không đơn giản, chỉ là đưa tới tiền tức như vậy. Nói không chừng còn sẽ đưa đến tài nguyên đưa pháp trận để cao lực phòng ngự cho xích thiên hoàng thành, tăng số lượng cường giả của nơi đó lên. Khương Nghị rất muốn lập tức phát động tiến công, nhưng hắn hao hết bản thân tại chiến trường cồn lôn biết mới đến bây giờ, chỉ khôi phục được có 3 cái. Bởi vì bây giờ là cảnh giới thần cấp, mỗi cái bản thân đều cần huyết khí rộng lượng và hồn khí mới có thể khôi phục đến trạng thái bình thường kích phát ra hiệu quả tăng gấp bội. Mà bọn người thiên hậu vừa mới bắt đầu thanh trừ tử khí, thực lực còn chưa đủ khôi phục. Huống chỉ chú thiên thần tôn còn đang bế quan, thế giới mới còn đang trên đường tới. Đi thông báo một chút 10 ngày sau xuất trình thường huyền liên hệ chú thiên thần điện thế giới mới tăng thêm tốc độ. Khương Nghị không thể xuất kích ngay bây giờ nhưng cũng không thể nào chờ đợi quá lâu. Sau khi liên tục suy nghĩ, Khương Nghị lại làm một quyết định rất bất đắc dĩ mời man hoàng chiến tộc tham chiến. Nhưng sau 3 ngày Khương Nghị đưa mệnh lệnh cùng bời đi ra, lại có một cái tin tức ngoài ý liệu. Thậm chí khó có thể tin mà truyền đến nơi này, Xích Thiên Hoàng Thất điên cuồng rút lui. Tại Xích Thiên Hoàng Thành Tối nay là ngày mùng 1 tháng 2, Tân Nguyên Lịch. Năm thứ 19 cũng chính là sau đêm khuya ngày thứ ba Thiệu Thành Duận tới bái phòng. Khi Xích Thiên Thần Tôn đẩy cửa điện ra, ngoài điện đã tụ mãn các thành viên Hoàng Thất. Sau khi cùng đạt được mật lệnh vương hầu Đại tướng cùng các nhân vật quan trọng khác đã một mình đến đây Bọn họ cũng đều biết tình thế bây giờ gặp phải biết đề nghị của Thiệu Thành Duẫn Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý từ bỏ Hoàng Thành càng không nguyện ý từ bỏ Hoàng Triều Huống trì phần từ bỏ này càng giống như là đang đào vong Sịch Thiền Thần Triều làm đại biểu số 1 của Thương Huyền 30.000 năm Bọn hắn là một thành viên trong đó Phần kiêu cạo nghia đã khắc sâu trong lòng ở lại vào trong máu Sao bọn hắn có thể không chịu nhận chiến mà đã chạy? Sao bọn hắn có thể chấp nhận lưu vong thiên hạ? Bọn hắn nên giải thích như thế nào cùng tộc nhân của mình? Bọn hắn lại giải thích như thế nào cùng liệt tổ liệt tông? Bọn hắn còn có thể trở về được sao? Rất nhiều người thậm chí tình nguyện chiến tử lôi kéo đám tiền điên khương nghị ký tự bạo. Rất nhiều người thúc giục chù phục sinh đi biểu đạt ý nguyện của bọn hắn cùng thần tôn. Nhưng tại lúc xích thiên thần tôn đẩy cửa điện ra, một khắc này bên ngoài tràn ngập sự tức giận cùng tiếng cãi vã nôn nóng đã nhanh chóng yên tĩnh trở lại bọn hắn khó có thể tin được mà nhìn lão nhân trước mặt mình gần như không dám tin tưởng vào chính con mắt của mình dịch thiên thần tôn không có oai hùng và uy nghiêm như thường ngày mà là tóc trắng phơ sắc mặt tái nhợt giống như bên nặng một trận lại giống như già nua đi cả ngàn năm đứng ở trước mặt mọi người cứ như chính là một lão nhân sắp chết lỗ ra vẻ suy yếu và mệt mỏi bọn hắn đầy ngập tức giận quay cuồng nhưng cũng đã dần dần lắng lại. Ngôn từ cuống đến yết hầu bọn hắn cũng cứ thế mà đã bị ngăn chặn. Phòng tòa nội thành trước hưởng đông đều thu thập sạch sẽ hết thảy người và vật trong đội thành trước hưởng đông chúng ta rút lui. Giọng của xích thiên thần tôn trầm thấp khàn khàn lại vô cùng bình tĩnh. Thần tôn thần tôn xin hãy nghĩ lại. Chúng ta còn chưa tới một bước này chúng ta có có thể tái chiến. Ngài là thần tôn, ngài rõ ràng thực lực của chúng ta nhất ngài càng rõ ràng lực phòng ngự của hoàng thành thần tôn không nên để ác nữ kiểm mê hoặc chúng ta thà rằng chiến tử cũng không muốn lưu vong thiên hạ khắp thiên hạ đều nhìn thương huyền đều đang chứng kiến một trận chiến của sích thiên vậy mà chúng ta không đánh đá lui chúng ta vẫn là con dân xích thiên cao ngạo sao chúng ta gánh không nổi người kia sao thần tôn ngài làm sao rút cuộc ngài làm sao ngài vẫn là trước kia sao thần tôn ngài nhìn hoàng thành ngài nhìn hoàng thành này đi ngài có thể từ bỏ nơi này được sao Thần tôn ngài xứng đáng với liệt tổ liệt tông ư Ngài xứng đáng với sự chờ mong của cả thần triều sao Ngài không thể nào làm như thế này không thể nào Thần tôn ngài muốn mang vận mệnh xích thiên thần triều tới đâu Xin ngài hãy nghĩ lại Đám người hồ to ánh mắt lắc lư khóe mắt đúng đưa cả nước mắt Có người trực tiếp quỳ xuống với xích thiên thần tôn khóc ròng ròng Rút lui thực sự muốn rút lui sao tổ từ thì sao Linh vị thì sao Dịch thiên thần triều kiêu ngạo ở đâu chẳng lẽ bọn hắn sẽ phải biến thành trò cười khắp thiên hạ sao? Sích thiền thần tôn không để ý đến tiếng gào thét cùng quyền uy của bất luận người nào. Hắn mang theo thân thể giá nua còng lưng yên lặng đi đến tổ tư. Chùa phục sinh tràn đầy bi thống. Tâm tình phức tạp, hắn không biết trong ba ngày này thần tôn đã suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn bỗng nhiên có một loại dự cảm thật không tốt. Phục sinh thần tôn, ngài hãy khuyên... Ngài hãy khuyên nhủ thần tôn đi. Số lượng lớn cường giả hoàng thất quỳ gối trước mặt Chu Phục Sinh, mặc kệ trước đó đã có ý tưởng gì có bao nhiêu do dự. Nếu bà bọn hắn rút lui tại giờ khắc này, trong lòng bọn họ có 10.000 lần không nguyện ý, linh hồn cao ngạo của bọn hắn đều cảm giác nhận lấy sự lăng mạ. Đi mời Thiệu Thành Duẫn. Dạo Chu Phục Sinh trầm thấp cũng đủ để đi đến tổ tư. Thần tôn. Số lượng lớn lão nhân quỳ xuống một mảnh thành âm thê lương bi thương. Màn đêm bao phủ, khu nội thành trước đó còn đang đắm chìm trong bầu không khí sốt sắng chuẩn bị chiến đấu trong thời gian ngắn đã hoàn toàn đại loạn từ hoàng cung tầng thứ 8 đến trần thiền các và các thế lực lệ thuộc hoàng thất trực tiếp tại tầng thứ bảy từ vương phủ tầng thứ sáu hầu phủ tầng thứ 5, phủ tướng quận tầng thứ tư lại đến thế gia tầng thứ ba cũng thương hội tầng môn các loại tại tầng đầu tiên và tầng thứ hai đều lâm vào trong hỗn loạn đào vong sao đột nhiên xuất hiện mệnh lệnh khẩn cấp làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp một lần cho rằng là nói đùa thậm chí nghĩ đến có phải lão tổ nhà mình muốn làm phản hay không nhưng theo hỗn loạn lan tràn từ trên xuống dưới rốt cuộc bọn hắn cũng biết đấy không phải trò đùa mà là thực sự đã muốn chạy trốn hết tập thứ 375 trăm